chào cả nhà. Đây là một cái đại quảng trường ở thành phố Rạch Giá của Kiên Giang ha. Quảng trường này có tên gọi là quảng trường Trần Quang Khải. Đấy, cả nhà thấy lớn không? Giống phố đi bộ Nguyễn Huệ ở Sài Gòn đây ha. Nhưng đây là nó ở ngay một cái khu rất là lớn. Đây, cả nhà có thể thấy ha. Đây, đại lộ rất là lớn bên kia ha. Bên đó có rất là nhiều biệt thự. Lát nữa mình phải chạy xe chứ đi bộ qua đó không nổi ha. Đây là cho cả nhà thấy. Đấy, rất là đông con nít nè, người lớn nè, gia đình ra đây chơi nè. Đó, không gian rất là tuyệt vời đúng không ạ? Không gian đây thì nó lớn, lớn nó rộng rãi hơn ở trên Sài Gòn nhiều. Đấy, toàn bộ là phải đi bộ hết nha. Và đây không phải là đường nha, ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ là vẫn là ngăn đường ra. Đấy, còn ở đây là toàn bộ này là quảng trường hết, không có xe cộ nào lên đây được hết trơn á. Đây, đường hoa giữa nè, chắc đang trồng còn chỉ lơ à. Đó, thích mang xe ra nè, biết chưa, chơi luôn dàn xe tăng nguyên dàn xe tăng bự luôn. Xe này mình mua cho anh mướn à, là bên có bên kia người ta cho mướn. Dạ. Ủa, mướn bao nhiêu anh? Không biết mà sáu mấy tiếng. Mướn nhiêu chị? À, là tính theo phút. À, rẻ ghê ha. Có 1000 phút à? Xe tăng bắn vào mầm luôn nè. À, đây là anh con anh đang điều khiển nha. Đó, có đồ điều khiển nào hoàng nha. Kiếm chưa? Rồi, vậy là nhìn chung là đây là mấy cái xe này là người ta cho thuê theo phút. À, đây nè, Nam đi qua cho cả nhà thấy nha. Đó, dịch vụ đây hay quá ha. Đó, đây rất là nhiều nè. Đó, xe cho thuê nè, xe ba tiền cũng có luôn nè, xe quá trong xe luôn. Đấy, đủ loại xe. Xe này thuê làm sao chị? 2 ngàn, đi nửa tiếng thì 50. À, là xe này, còn mấy cái xe bự dưới thì 1500. Quá, mấy xe đó lại rẻ hơn hả? Mấy xe dưới đó lại rẻ hơn hả? Xe bé mà, xe nam mình người lớn. À, người lớn thì đi cũng được. Hay quá, cảm ơn chị. Hay hãy cho mày làm chiếc cho mày đi đi. À, làm chiếc màu đỏ đi cho hình tráng. Cho mày đi một chiếc nha. Rồi, Nam thuê cho con Nam đi một chiếc nha. Đây, xe này được không? Wow. Lên lên con. Wow, dịnh vô lái nha con, mày lái nha. Dừng mình buông ra là mình phải bấm hoài, giữ hoài vậy. Còn gì buông ra là xe nó dừng lại. Wow, mày chạy ra kìa. Bấm cái nút chạy hoài, cái nút chạy thì mày bên mày qua là. Mày lái đi, mày lái đi. Con lái đi. Lái lên trên đây nè. Đã cả nhà. Ở đây Nam thấy hay nữa là không có hàng rong nha. Đấy, hoàn toàn đây là dành nguyên không gian cho con người luôn. Cho người đi bộ ha, vui chơi. Đó, không có hàng rong. Từ từ con ơi, nghe quá đi. Chạy quá rồi chạy. Đó, mày lái đi, mày lái đi. Ôi, xe tăng. Đấy.
Mày lái đi, mày lái đi. Lái đi con, lái đi con. Đấy, các bạn thấy con trường này tuyệt vời không? À, thôi gì Sài Gòn đâu. Hơn á chứ, mấy khoảng này là hơn. Cấm được hàng rong trên này rất là hay nha. Sài Gòn là em thấy là mặc dù cấm nhưng mà người ta vẫn bán tùm lum tùm la hết. Nó rất là lộn xộn. Đó, còn đây nè, rất là tuyệt vời. Ha, à, xe cộ mình có xe đồ mình là tận ra đây lấy được ha. Đó. Vui chơi giải trí lành mạnh. Chắc lát nữa là Nam sẽ chạy ở dưới cái con đường phía dưới cho cả nhà thấy cái đại lộ này nó lớn cỡ nào. Xong xong mày ơi, mày ơi. Bay lên qua đây cơ. Đấy, xe thuê nhiều lắm. Thấy rẻ. 1.500 phút. À, cho con mình chạy 10 phút là nó thấy vui. 15.000, quá rẻ. Bay. Ấy. Chạy ghê quá, lại. Mẹ là tay nghề cao rồi đây. À, đây là tự lái nè, có xe tự lái cho con nít nữa nè ha. Đó, nó tự lại ha. Tự lại, mình cho con mình lại nào không được. Kiếp không? Có những cái xe kìa. Ủa, mà nhà thấy kìa. Nam mới thấy xe, mấy xe này lần đầu luôn á. Đấy. Nhưng mà Nam nghĩ là cái này là chắc mình phải kèm thêm ném nón bảo hiểm cho con nít mới đúng nè. Đúng không? Để cái xe này té xuống khá là nguy hiểm. Đó, Nam đi qua bờ bên kia cho cả nhà thấy thêm nha. Rộng ha. Rộng đó nha. Đấy. Đó, dành chủ yếu không gian để đi bộ thôi. Không có nhiều thứ trang trí nhiều trên đây. Để có nhiều thêm nhiều không gian để mình đi bộ. Đó. Bên này là tiết khúc là kết thúc rồi, nhà lấy xe chạy kia đúng không? Xa quá Nam chắc Nam đi ra đâu. Chỗ này là người ta chỉ cho dịch vụ về xe này nè ha. Rồi cho thêm bà tiên có vẻ đây bà tiên này đấy. Bà tiên có vẻ vì những cái này thấy em nhiều. Qua đây ha, cái đoạn mà đối diện với cái quảng trường này đó, như chúng ta nhìn bên tay phải đây nó có rất là nhiều biệt thự mẫu nha, đó nhiều người đã ở ha, biệt thự rất là đẹp. Ở đây là những cái biệt thự nhỏ nhỏ thôi nha. Còn bên tay trái của mình á, đó cả nhà thấy không, cũng là một cái quảng trường rất là lớn đó. Ở giữa là chúng ta thấy có trồng cây nè, bên phía rất là xa bên kia thì nó có một cái đại lộ lớn để xe chạy qua. Ở đây thì vẫn là cây xanh ha. Đó, có thể vào đây hóng mát nè, vui chơi nè.
Thấy cái nhà thấy đẹp không? Tuyệt vời quá ha. Đó, đây là một khung cảnh rất là lớn. Ồ. Đấy. Biệt thự rất nhiều ha. Đây là những căn nhà mẫu nè, ở khu này thì đảm bảo ở rất là thích. Đó, có chỗ tập thể dục nữa nè. Đấy. Đại lộ cực kỳ lớn ha. Phía này cái quảng trường, phía này đại lộ. Đấy, chúng ta thấy không, quảng trường đối diện qua đây nè. Bên kia đèn sáng rực luôn. Giữa đây thì đường xe cộ đi lại rất là nhộn nhịp. Có một cái bụng bình ở giữa đây, chúng ta có thể dễ dàng lạng qua bên kia nha. Đấy, giờ mình chắc mình đi một đoạn rồi mình trở lại với quảng trường nào. Trường này rất đẹp và rất lớn. Ở nhà thì sao? Đây, dừng mình lên lại nha. Sao cả nhà thấy video hay không? Nhớ subscribe đăng ký để nhận những video tiếp theo nha. Video hay như vậy là cả nhà cảm thấy nếu mà hữu ích thì mình chia sẻ like, comment, chia sẻ video cho nhiều người khác cùng biết để mình đi đến địa điểm này nha. Nó gọi là quảng trường Trần Quang Khải. Đó, mình cứ hỏi là ở đây người ta sẽ chỉ hết. Rất là đơn giản ha, rất là tuyệt vời. Thôi, hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye.